Và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Thanh Ezi đây. Và chúng ta sẽ tiếp tục cái series là Top Game 2 mỗi ngày nhé. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái tựa game mang tên là Herobots. Tựa game này thì chúng ta sẽ có thể là chế tạo ra những con robot và đưa nó vào chiến trường, chiến đấu. Đây là phần mở đầu giới thiệu đây. Một thằng cướp biển Caribe đối đầu với một robot bé tí này. Ready. Cái này thì chúng ta sẽ có tiếng Việt nha, full tiếng Việt. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ nhấp vào để di chuyển này. Này, di chuyển ở đây nữa. Rồi, robot mình nó bé thế nhờ. Nhấp vào tấn công nó. Điện đấm, xoay. Rồi, đồ họa khá đẹp anh em ạ. Hay lắm. Di chuyển đến cơ ly à? Đúng rồi, lên. Giữ năng lượng này. Rồi, đến vị trí thích hợp chúng ta sẽ thả tay ra anh em ạ. À, mình hiểu, mình hiểu. Cái này nghĩa mình sẽ di chuột này đúng không? Mày nhờn này. Di chuyển đi giữ năng lượng. Chém nó. Trừ 70 máu này. Hay lắm. Giữ năng lượng này, chém liên tục đi. Chém liên tục. Trời ơi, ghê ta. Đã giết được cái con cướp biển Caribe rồi. Khá là hay. Đây là một tựa game hành động anh em ạ. Cái gì đây? Mắt mình là di chuyển đúng không? Nhấp vào đây để khóa kẻ địch này. Nhấp vào đây để khóa kẻ địch này. Đúng rồi. Dùng né để né liên kích ra. Né ra. Đó. Xong rồi mình khóa kẻ địch tiếp. Né ra. Rồi mình... Ui giời, nó chém mình phát này. Ghê ta. Một robot này cầm hai cái búa như là búa thần Thor vậy. Tụ năng lượng, tụ năng lượng. Và không được. Xịt rồi, xịt rồi. Mình sẽ giữ năng lượng nhá. Chém ai? Chém mày này, 107 máu. Rồi, chúng ta có thể... Ui, né này anh em. Né ra, khóa nó. Liên kích, chém liên hoàn. Đã xong. Có gì đâu, chúng ta đây là cái thằng hướng dẫn mình đây. Robot khổng lồ sắp đến này. Có một robot gọi là siêu to. Phải to thế, con gì vậy? Wow, kim cương Ai Cập này. Nó to thế này thì đánh làm sao đây? Trời. Từ từ. Mình sẽ cần phải né ra. Một phát. Đúng rồi. Ừ, không được. Chém chém chém. Né ra nào. Né ra nào. Né ra. Trời ơi. Nó dậm rồi kìa. Sợ chưa? Né ra cái. Mình sẽ tụ năng lượng nha. Vào vòng sau đít nó. Kim từ tháp này. Kim từ tháp này, kim từ tháp mày né ra. Né ra, né ra, né ra. Tụ năng lượng, tụ năng lượng, tụ năng lượng. Vào đánh nó. Né ra. Trời ơi, quả dậm đất. Khóa, 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 khóa. Khóa kẻ địch, khóa kẻ địch, khóa kẻ địch, khóa kẻ địch. Liên kích, chém nó, liên tục đi nào. Mày nhờn này. Ui, dồn quả thương vậy. Sợ thế. Chém nó, liên tục. Né, 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 né. Hay lắm, mình né quả đấy rồi. Tụ tập năng lượng. Tụ tập năng lượng và né tiếp. Tiếp tục còn né ra, tiếp tục né xuống dưới. Mình đang cố gắng di chuyển đây. Né được cái chiêu hút của nó rồi. Tuyệt chiêu. Đâu rồi. Liên kích chém, 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 chém. Tuyệt vời. Năng lượng chí mạng này. Rồi, mình đã tuyệt kỹ anh em ạ. Hình tam giác. Làm gì đây? Và chúng ta đã có thể chém được con robot này rồi. Bao nhiêu hit? Bao nhiêu hit? Chết luôn. Hạ gục. Đây là đòn hủy diệt. Rất là đẹp. Con robot gọi là con team robot kim tháp Ai Cập đã bị mình hạ gục rồi. Ta thì đây là cái phần hướng dẫn mở màn thôi. Robot mình giống như là một cái thằng samurai ấy, thằng ninja đúng hơn. Cái gì vậy đó? Sao có quảng cáo đây? Trời, đây là một game bóng đá. PES à? Không phải. Đây chắc là cái gì nhỉ? Cái gì football gì đó. Đây không phải là PES rồi. Ai ghi bàn đấy? Chỉ cần là ngôi sao bóng đá. Từ game quái vậy. Chúng ta xem nào, cái gì đây? Chúng ta sẽ có thêm một số cái mảnh gì đó. Ồ, cái này là cái đầu của cái thằng hải tặc gọi là hải tặc cướp biển Caribe này.
cái đầu của nó. Mình có thể trang bị được không? Cái phần thân của cương thi này. Tiếp theo nó sẽ có một cái phần thân của ninja này. Những bộ phận này chúng ta có thể ghép thành được một con mới. Thân sẽ liên kết các bộ phận khác đại diện là sức phòng ngự của robot. Chúng ta mau đi lắp ráp robot. Cho anh nhấp vào con này này. Ấn vào đây này, có tiếng Việt nên rất là dễ hiểu luôn. À, cho anh thử chọn thân nhá. Đây, đây là cái lúc mà sáng tạo đây. Nó làm mình liên tưởng đến cái cast của chiến loài mèo. Mình sẽ trang bị thân vào cho thằng này nha. Đây chỉ là cái thân hai mảnh cùng ngoại hình, trừ vũ khí có thể là phát huy hiệu quả của cả bộ vũ khí này. Đó, hiệu quả cá nhân này tăng tốc độ né lên 60%, từ lực chiến 123 lên một lực chiến là 144. Rồi mình có đầu đúng không? Có đầu mới đúng không? Đây, đầu cướp biển này. Mình có cái vũ khí không? Không có chân này. Có tay mới không? Chúng ta có hai cái thân, đó là thân của ninja hoặc là thân level 2 này. Đó, cái này sẽ tăng phòng thủ cộng thêm 19 này. Cái này sẽ trừ phòng thủ 19. Cái đầu thì sao? Cái đầu ninja này sẽ cộng 4 công, cộng 2,2 bạo kích, cũng như là trừ đi 165 máu. Rồi mình sẽ đội cái mũ cướp biển này có vẻ ngon hơn. Rồi, ở chiến cứ điểm lần lượt sẽ hiển thị khí thế của cái gì đấy của bạn. Chúng ta hãy nhấp vào đây nhá, để có thể xem được. Nhấp vào đây để bắt đầu vào chiến đấu này. Bắt đầu vào chiến đấu rồi, cứ một điểm này. Xưởng tay robot à, là cái gì ta? Mình không biết đây là cái gì luôn. Nhìn chung là ta ra sẽ có... Wow, cái màn đẹp thế. Điện ấy à, cái này là cái núi lửa rồi. Đây là vùng núi lửa rồi, nhưng có cái đầu quỷ kia khá là dị ta. Mình sẽ đối đầu với một thằng cầm thương à? Thằng gì đấy? Ready. Rồi. Né ngay. Nó làm gì đấy? Khóa. Né. Đúng rồi. Tụ năng lượng. Tụ tập năng lượng. Mình hơi bị chay cho này đấy. Né. Rồi ôi. Vào đây. Tuyệt kỹ này. Tuyệt kỹ xoay kiếm. Xoay kiếm. Bay lên trời đi em. Bay lên trời đi. Kéo màn hình. Bao nhiêu hit này. Chết. Một phát bổ xuống. Xem mày có chịu được không. Chẳng khá là ngu người ra. Đã đai rồi anh em. Chém liên kích. Rồi. Ô, rồi. Nó phóng cái gì vậy ta? Phóng phi tiêu à? Chém này. Tuyệt chiêu. Đã bay lên trời. You win. Cái này độ khó là 1 sao thôi. Vì thế là khá là dễ đánh. Chiến thắng rồi. Trời khá hay anh em ạ. Lắp ghép robot và để tiêu diệt đối phương. Cái gì đây? Phát hiện mảnh, thêm mảnh mới này. Chúng ta sẽ có những cái mảnh mới để lắp ghép vào robot cho chúng ta. Chúng ta sẽ có cây tay của cương thi này. Tay của cương thi này. Một cái ông già Noel. Tay ông già Noel 3 sao kìa. Ui, đầu Poseidon này. Đẹp chưa? Đẹp vãi. Chúng ta có thể dùng xu rút thưởng mảnh cầu và chúng ta sẽ thử vận may nha. Đây đây, 6 sao cả. Cả bộ X1 này, nhân 1 này mất 200 gem. Nó cho mình là dùng thử một phát. Xem nào. Nhấp vào quả cầu và mở ra nào. Xem là cái gì không, trong đấy không. Ờ, cái gì đây? Hiệu quả tốc độ tăng tốc độ né lên 60%. Đây là bộ đồ ninja đúng không? Chúng ta xem nào. Và chúng ta sẽ x ra thôi. Cả bộ mảnh cao cấp các thứ này. Không quá quan tâm nữa. Đây, đây chính là cái căn cứ của chúng ta. Chúng ta sẽ vào trong. Chấm than là sao ta? Một mảnh thì sao? Sử dụng đồng xu may mắn này. Và mình sẽ mở ra nhá.
sẽ được cái mảnh gì đây? Mảnh gì đây? Mình được cái ông thân của ông già Noel anh em ạ. Hình như là phải kết hợp cả đủ cả một bộ ông già Noel thì nó phải phát huy được tất cả cái sức mạnh ở trong này. Theo mình như thế. Ví dụ cả bộ này. Cái này là tốn 0,999 đô trong vòng 71 tiếng này. Cả bộ nhân 3. Cả bộ nhân 3 sao thì phải. Sẽ là 580 game. Số lần còn 14 này. Phải có 5 sao. Vấn đề là chúng ta cho kiểu gì? Vấn đề là chúng ta phải có tiền. Vấn đề là thế. Ok thì nó sẽ quay trở ra nhá. Và mình sẽ vào đây này. Nhận phần quà hàng ngày đúng không? Nạp thêm này. Ưu đãi giới hạn này. Quà ưu đãi này. Đặc quyền chiến đấu là cái gì đây? Quả ưu đãi. Có cái gì nói không? Nhận su free không? Không có. Đây tất cả rồi anh em. Ta sẽ ấn vào này nhá. Lắp ráp này. Lắp ráp vào đây là chiến đấu rồi. Khá đơn giản. Mình sẽ có cái mũ của Poseidon. Ô mũ này Shuriken 3 sao này. Ngon. Nếu mà lắp cái mũ này vào thì tăng 2 công trừ thêm máu và tăng thêm 2 bạo kích. Còn cái mũ này sao? Tăng 4 công. Còn cái mũ này thì mũ Poseidon nhìn rất là đẹp nhưng mà mũ yếu quá. Không được, lực chiến bị giảm này. Cái này bị lực chiến giảm này. Cái này tăng lên một chút này anh em. Tăng công, tăng bạo kích. Chiến lấy cái này đi. Hiệu quả cá nhân là tốc độ né tăng 60% này. Ngon hơn một chút. Phần thân thì mình có khá nhiều thân. Thân của ninja này. Thân của ông già Noel sẽ bị giảm xuống 138 thôi. Thân của ninja cũng sẽ bị giảm xuống này. Thân này ngon nhất. Tay đi. Tay 3 sao của tay ninja. Tay ninja sẽ cộng thêm 10 này. Cộng thêm 14 cơ. Tay ông già Noel anh em ạ. Tay ông già Noel này. Chân thì sao? Chân thì mình sẽ có một cái chân của chân gì đấy? Chân ninja. Chân ninja là bộ ninja hôm nay đấy. Thay đổi vũ khí mà. Song kiếm. Song kiếm samurai này đẹp chưa? 179 này. Thay luôn. Đó, đẹp cái kiếm mảnh. Đẹp hơn hẳn luôn. Hay lắm. Mấy này có bán được không? Mình không biết là bán kiểu gì. Thôi kệ rồi. Trang bị xong rồi. Và chúng ta sẽ vào và chiến đấu thôi. Chân robot đại diện nguồn điện. Chúng ta có thể mau chiếm xưởng chân robot. Nhận chân robot mới để robot của ta có thể mạnh hơn. 5.000 vàng. 8.000 cái xúc sắc cái gì đó. 2 game. Và chiến đấu thôi. Kéo mình để né này. Để né nhanh chóng và kết thúc. Vẫn là cái cửa hôm nay đúng không? Rồi. Làm gì? Ui. Tụ năng lượng này. Mày chết đi. Mấy con bé này. Chém. Chết đi em. Tụ năng lượng nào. Đuổi theo ai? Từ từ, mình sẽ tụ năng lượng vào thằng này. Một thằng ngày trước chết trước này. Hay lắm, hai thằng này, ba thằng. Thằng nào nữa? Muốn làm cái gì mình? Ui, cái Shuriken nó sẽ quay lại đánh mình à? Chết đi em. Xong một bé nữa. You win. Khá là dễ thôi. Tiêu diệt là 10 con robot nhỏ nhỏ. Đáng ra để thắng cái này rồi. Chúng ta đã huy thêm một trận nha. Robot Samurai của mình khá ngon. Mình sẽ được thêm chân robot à? Chân robot mấy sao đây? Chân đầu bếp à? Chân đầu bếp thì mình chân mình ngon hơn. Chân xe hơi này. Chúng ta có cái xếp gỗ đầu này. Khá hay. Mình thay cái mũ đi. Mấy con này nhìn đẹp thế. Căn cứ tăng đến level 5 và chúng ta có thể dùng càng nhiều robot tham chiến. Ô, robot mới này, ngon chưa? Đẹp vãi. Địch đông hơn và bắt đầu đánh luôn phiên. Chiến đấu mỗi ngày càng khó hơn đúng không? Chú ai nhấp thằng này kéo sang đây. Rồi. Và mình có thể lực chiến là 127 nhưng lực chiến của mình còn cao hơn thằng này mà. Nó không cho mình ấy, mình phải đánh luôn rồi. Thế nhưng lần này nó sẽ gặp sử dụng được 2 con đúng không? Có được 2 con robot không? Đó, mình robot mới cầm thương à? Bé tí luôn. Robot mới dùng vũ khí trường thương, có cách công kích hoàn toàn mới lạ. Mau thử tuyệt chiêu và chữ lực đi.
Nào nào nào. Vào nào, dùng tuyệt chiêu luôn. Wow, rậm này. Bắn ra lao thẳng vào cái con robot của nó. Lên 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 lên, bao nhiêu máu, bao nhiêu máu. Xuyên tâm, xuyên tâm, xuyên tâm liên tục. Và làm gì, phóng thương à? Không, nó sẽ xuyên thẳng vào thằng robot địch. Chết luôn kìa. Trừ 84 máu. Tụ lực. Ui, nó bắn này. Đánh đi. Rồi, làm gì em. Phải đánh hơi chậm, các bạn đánh hơi chậm thật. Né ngay. Ui, nó xoay vòng kìa. Xoay vòng này. Đã đai. Xuyên qua. Rồi, mình trúng một cái quả thương của nó này. Kéo ảnh để di chuyển. Tuyệt kỹ, lao tới này. Và chúng ta sẽ kéo cái màn hình đầy thanh năng lượng cái là xong. Liên tục chém 20, 23, 21 máu. Liên tục là sọc vào từ các phía. Mày đỡ đi, một phát sọc cuối cùng. Đằng sau áo mình có một cái biểu tượng cướp biển hay sao kìa. Đã chết. Chơi chết được thằng này trâu lắm. Liên hoàn đánh 40 máu, thằng này đánh chậm nhưng mà đam to. Đây rồi, chạy chậm quá. Đúng rồi, đúng rồi, lao vào được mà. Lao vào, you win. Thằng đánh hơi chậm, cần phải nâng cấp cái vũ khí cho thằng này. Rồi, thì chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong những tựa game tiếp theo. Bye bye.